Ôi. Chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay Zlay lại cho ra mấy dòng trợ sáng mới anh em ạ. Đây là mã trợ sáng M10 này, một mắt. Đó. M20 này, hai mắt. Đó. M30 này, ba mắt. Ba mắt thì nó có quạt gió nhá. Dòng này công suất cao này, bốn mắt này, bốn mắt này. Con này 1, 2, 3, 4 mắt này. Bốn mắt là có hai quạt gió luôn nhá. Dòng M30 và M40 sẽ có công suất và ánh sáng là mạnh nhất. Và bây giờ mình sẽ test ánh sáng cho anh em xem từng con một nhá. Thì theo cá nhân mình thấy ấy, cái mã M10 nó nhỏ như này thì nó phù hợp cho anh em lắp xe điện này hoặc là xe máy. Đó, xe điện xe máy thì chơi con này. Còn nếu mà anh em lắp ô tô ấy thì anh em chơi từ con M20 này trở lên này, M20, 30, 40 này cực sáng luôn. Những các cái mẫu trợ sáng này thì nó sẽ cực kỳ là phù hợp cho những anh em nào mà đi ô tô hoặc là xe tải, xe bán tải, ô tô con. Cái mẫu M30, 40 này này, cái phần bảo vệ này, cái phần bảo vệ của nó anh em có thể tháo hai con ốc này ra. Anh em có thể kẹp nó ở những các cái khe, hở hút gió của ô tô ấy, ở phần đằng trước cảng xe của anh em ấy, hoặc là những các cái xe bán tải, xe tải thì anh em có thể chế ở lắp ở phần cảng trước hoặc là ở trên nóc. Ui rồi, con này sáng lắm. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem trực tiếp ánh sáng của nó luôn. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem đầu tiên, đó chính là ánh sáng của mã trợ sáng bi cầu M10. Con này cực kỳ là nhiều chế độ nhá anh em nhá. Có chế độ mắt quỷ này, đó, chế độ mắt quỷ cảnh báo này, rất là tuyệt vời. Chế độ thứ hai sẽ là chế độ cốt vàng này. Cốt vàng này, anh em nhìn ánh sáng được không? Rất là rộng luôn nhá, rất là sáng. Hàng của Zlay thì bao chuẩn bao ngon cho anh em rồi. Đó. Chế độ thứ ba sẽ là chế độ pha trắng này, được chưa? Đấy, chế độ thứ tư này, sáng cùng một lúc cả hai màu. Đó, với chế độ thứ năm này là nháy auto passing, anh em thấy không? Nó nháy auto passing, nó đá, có nghĩa là đá cả cốt cả pha luôn, đá rất là nhanh luôn, không cần mạch nhá. Anh em dùng con này không cần mạch nhá. Mỗi lần anh em chuyển bật tắt chế độ là nó sẽ tự động chuyển một chế độ. Đó đây này. Đấy, nó còn nháy được cả cảnh báo này. Đây này. Đấy, chế độ thứ sáu nó sẽ nháy cảnh báo này. Đấy, thấy không? Đấy, nó nháy cảnh báo này. Rất là tiện dụng luôn anh em nhé. Và mã tiếp theo nhá, M20 của Zlay, con này có hai mắt để xem ánh sáng nó như thế nào. Trời ơi, được chưa anh em ơi? Quá rộng luôn, giải sáng của nó cực kỳ rộng luôn nhá. Này, nhìn này anh em nhìn này, giải sáng cực kỳ rộng. Cốt vàng pha trắng. Và cái mẫu M20 của Zlay này thì nó sẽ không có nhiều chế độ như là cái mẫu M10, nó chỉ có hai chế độ thôi, cốt vàng và pha trắng. Cốt vàng pha trắng. Đấy, nó chỉ như thế này thôi. Thì cái mẫu này anh em lắp ô tô cực kỳ phù hợp nhá. Anh em chỉ cần đấu một dây vào đèn gầm, một dây vào đèn pha. Khi anh em bật đèn gầm ấy, đấy thì nó sẽ bật cốt, còn khi anh em bật đèn pha thì nó sẽ bật pha, hỗ trợ ánh sáng cho mình cực kỳ tuyệt vời nhá. Con này thì công suất của nó rất là vừa phải, nó chỉ rơi vào tầm 30W một đèn, cho nên là nó sẽ không cần quạt gió làm mát, công suất rất là vừa phải. Trợ sáng M30 của Zlay thì nó có 3 mắt. Đó, dòng này thì là công suất của nó rất là cao, cho nên là đằng sau này anh em thấy nó được trang bị hai quạt gió tản nhiệt anh em nhé. Hai quạt gió tản nhiệt. Ánh sáng của em ở đây tuyệt vời chưa? Quá mạnh và quá rộng, nó sáng hơn M20 rất là nhiều. Đấy, sáng hơn M20. Được chưa? Ok chưa? Quá nét luôn anh em ơi. Úi giời. Ánh sáng thôi rồi luôn. Nói chung là anh em mà nhận con này nhá, nhận con này về lắp anh em đi tối thì không ai có thể chê được cả. Đặc biệt là cực kỳ phù hợp cho những anh em nào chạy xe đường dài. Cái mã M30 này thì nó không có nhiều chế độ, nó chỉ có hai chế độ thôi, cốt và pha. Đó, anh em đấu vào đèn cốt và đèn pha của xe ô tô là ok. Và đây là chùm cuối M40, 4 bi cầu trong một đèn. Ok chưa anh em? Công suất của nó sẽ rơi vào tầm 6 đến 70W một đèn nhá anh em nhá. Được trang bị hai quạt gió tản nhiệt như M30 luôn, và ánh sáng thì vô cùng là khủng khiếp. Vô cùng là khủng khiếp. Anh em nhìn này. Sợ chưa? Quá ngon luôn anh em ơi. Đấy, em quay cam thì ra đây cho anh em xem này. Em đang chiếu ở cái phạm vi phải rơi vào tầm hơn 100m luôn anh em. Đấy, nó phải tầm 150m. Anh em nhìn này sáng nào. Quá nét luôn, quá đẳng cấp luôn anh em nhá. Trời ơi, nét như Sony luôn này. Chiếu cả khu chợ luôn, thấy không? Thấy không? M40. Quá đẳng cấp luôn. Quá ngon anh em ạ. Con này mà dành cho mấy anh em tài xế xe công hoặc là mình chạy xe đường dài thì thôi rồi luôn. Quá đẳng cấp luôn anh em. Trời ơi. Giải sáng rất là rộng nhá. Nói chung con này để chấm hết rồi, chùm cuối rồi. Vừa rồi thì em có giới thiệu qua cho anh em một số mẫu trợ sáng mới nhất của Zlay, M10, M20, M30 và M40 nhá. Đó, anh em cảm nhận về bốn mã đèn trợ sáng này như thế nào thì anh em comment phía dưới cho em nhá. Anh em nào mà thích sản phẩm này, cảm thấy con hàng này nó phù hợp với cái xe của mình thì anh em nhanh tay nhá. Hàng chính hãng của Zlay thì ánh sáng và độ bền của nó rất là cao, được bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi một đổi một, cho nên là anh em yên tâm nhá. Bao vào nước tuyệt đối cho anh em, tất cả các mã trợ sáng bên em thì đều bao vào nước, bảo hành vào nước cho anh em nhá. Cho nên là anh em yên tâm sử dụng. Ok chưa?